treo bóng hỏng chứ không phải cố tình dứt điểm. Đây mới là pha dứt điểm và tỷ số là 2-1. 2-1 nghiêng về các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang cố gắng quan sát xem là Thanh Bình hay Hoàng Thích là người dứt điểm thành bàn. Như vậy Hoàng Thích là người ghi bàn cho các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã nói về những cầu thủ tiền vệ trung tâm của đội khách có khả năng dứt điểm từ xa, Hoàng Thích và Văn Thuận. Hoàng Thích trong màu áo của đội tuyển quốc gia cũng đã từng làm nổ tung các khán đài của sân Mỹ Đình. Vương Phú dứt điểm cách khung thành của đối phương chừng 35m. Matias Vinicius rồi, bàn tăng tốc đến với cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Người ghi bàn là Ngô Hoàng Thịnh. Không thể ngăn cản bàn thắng vừa rồi. Hãy cùng xem lại tiếng này. Matias và có tới 4 hậu vệ của anh Gia Lai bị hút về hướng di chuyển của Matias. Không có ai theo kèm Ngô Hoàng Thịnh cả. Chiếm lĩnh không gian và dứt điểm rất hay. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chú Hồng rất nguy hiểm và là thắng từ mở tỷ số đã tới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến từ một cái tên rất quen thuộc. Đó là Ngô Hoàng Thịnh. Thường xuyên tỏa sáng bằng những tình huống sút xa như vậy. Một tình huống dứt điểm không có đà lấy quá xa nhưng được đi là rất tốt. Trận đấu gặp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai tại V-League 2019 và bây giờ là bàn thắng đầu tiên của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Cúp Quốc gia 30 năm 2019. Hãy cùng xem lại cú đá này. Cú đá nối tận chân nhưng lực đi là rất tốt. Bóng đi vào góc khó và đánh bại thủ môn Thái Hiếu. Trên sân vận động Hoàng Đế là bàn thắng của Trọng Hoàng. Cú sút của Hoàng Thịnh. Khoảng cách một bàn không là một điều gì có thể khiến cho người ta tự tin vào thắng lợi của đội chủ nhà. Và bây giờ, từ một pha sút phạt cực kỳ đẹp mắt, tỷ số được san bằng 3-3 cho đội khách. Ngô Hoàng Thịnh lại một siêu phẩm nữa trên sân vận động đấy ngày hôm nay. 6 bàn thắng đã được ghi trên sân đấy cho tới thời điểm này. Trận đấu đang diễn ra rất hay, hết sức khó lường. Hãy xem lại cú đá phạt của Hoàng Thịnh. 3 bàn thua chỉ trong một trận đấu ở vòng đấu thứ 9, bằng tổng số bàn thua mà câu lạc bộ Hà Nội đã phải đón nhận ở 8 vòng đấu trước đó. Phí Minh Long đang có một ngày thi đấu có thể nói là hết sức tệ hại. Lựa chọn được ra sân chơi chính thức ở V-League, điều rất hiếm hoi với anh kể từ đầu dài. Không thể dứt điểm. Wow! Cuối cùng thì Ngô Hoàng Thịnh với một cú đá từ tuyến 2 đã ghi bàn. Trước đó Hoàng Thịnh đã có pha sút bóng rất đẹp nhưng bị thủ môn đối phương cản phá. Lần này thì khi trận đấu chỉ còn hơn 1 phút, Hoàng Thịnh đã bắt vô lê. Chúng ta cùng xem lần nữa tình huống này. Hoàng Thịnh dẫn ngang, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Một quả đá phạt rất đẹp mắt của Hoàng Thịnh. Bóng đã đi vào góc xa. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Hoàng Thịnh đã có được bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ. Cú sút rất gằn. Bóng đi thấp và đập đất rất khó chịu. Hoàng Thịnh cú đá rất tốt. Và tỷ số là 2-2. Và dàn xếp đá phạt rất hay của các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Và Ngô Hoàng Thịnh đã lập công phút thứ 62 của trận đấu. Và hai đội người đẩy đường bóng cuối cùng là Hoàng Minh Tùng. Trước đó thì Đình Đồng đã chạy lên để làm một góc giả. Dứt điểm 4-0, cú đúp của Ngô Hoàng Thịnh tuyệt vời. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha ghi bàn ở cự ly hơn 20m của Ngô Hoàng Thịnh. Thế Cường là người đã thực hiện đường truyền